Ui, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình đi ra cửa biển. Mình sẽ quay cho mọi người coi cận cảnh những chiếc ghe đánh lưới ra cửa biển như thế nào á. Thì sóng gió ngày hôm nay thì cũng không có lớn lắm. Thì thuận tiện cho người ta việc ra khơi đánh lưới nha mọi người. Đó, trước mắt của mình là hai chiếc ghe đang chuẩn bị ra cửa biển mọi người. Thì mọi người nhớ theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Đó, mọi người xem video thì nhớ nhấn cho mình một like nha mọi người. Đó, hai chiếc ghe đang chuẩn bị ra nha. Thì mọi người cùng mình hôm nay gọi thử mọi người dân ra cửa biển coi thử như thế nào. Thì mỗi lần ra cửa biển thời tiết như thế này thì cũng gặp rất là nguy hiểm, rủi ro cũng rất là lớn mọi người. Đó, hai chiếc ghe đang nhào lộn trước những cơn sóng nha. Rồi, mọi người cùng đón xem video ngày hôm nay của mình nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ luôn nha.
Thôi thì video của mình thì hôm nay mình cũng quay hơi dài rồi, thì mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Thì ngày hôm nay thì mọi việc ra khơi đánh bắt của mọi người dân thì cũng rất là thuận lợi ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người. Mọi người xem video thì nhấn đăng ký kênh giùm mình nha, để ủng hộ cho những thông báo mới nhất cho những video tiếp theo. Rồi xin chào tạm biệt, bye bye mọi người nha.